Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất chất lượng trái nho. Vậy đâu sẽ là chế độ phân bón phù hợp hiệu quả cho cây nho mà nhà vườn cần chú ý? Những nội dung này sẽ được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cụ thể trong chương trình Canh tác thông minh ngày 2 tháng 10 năm 2022. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.